anh Huy đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông BEE thực hiện, được phát sóng vào lúc 13h15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đầu tiên thì xin mời mọi người hãy cùng gặp gỡ một bạn fan rất là dễ thương của chương trình ngày hôm nay và xem bạn ấy mến mộ ai. Xin mời. Coi chừng té, coi chừng té, coi chừng té. Rồi, tung tăng quá chị bé. Bên nay em rực rỡ lắm. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, em hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chúng ta đi nào. Xin chào tất cả mọi người, mình là Băng Tâm. Năm nay mình 22 tuổi và hiện tại thì mình đang là sinh viên. Sinh viên trường gì? Dạ, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ngoài cái con đường học vấn em đang theo học á, thì em còn đam mê một cái gì đó bên ngoài lề không? Dạ có, em có theo học diễn xuất tại Sân Cửu Kịch Hồng Vân. Diễn xuất chắc chắn là ngày hôm nay sẽ xuất hiện một diễn viên hay là một người đạo diễn hay là một người làm việc gì đó về nghệ thuật đúng không? Dạ, thì em cũng biết được là khách mời hôm nay là một người anh trong sân khấu mà em rất là mến mộ ấy ạ. Anh ấy rất là duyên dáng, rất là đáng yêu. Thế nên là em đã cố gắng đăng ký để được tham gia chơi cùng anh. Rồi, bây giờ Băng Tâm đã sẵn sàng để gặp hình tượng của mình chưa? Dạ, em sẵn sàng từ lúc mà nhận được thông tin là em được tham gia cùng anh rồi ạ. Sẵn sàng rồi đúng không? Dạ vâng. Vậy mình đợi một chút đi. Sẵn sàng quá nó bị phấn khích, hiểu không? Mình phải để cho nó bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại chưa? Dạ rồi. Ok rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật khách mời ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho Lạc Hoàng Long gửi đến quý vị khán giả xem đài và tất cả mọi người ở đây một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi ngày hôm nay anh sẽ đến đây để gặp gỡ một bạn fan. Em chào anh. Bé này anh biết. Anh biết luôn. Anh biết. Wow. Bé cũng là một trong những cái khóa em mốt của anh. À, vậy là hôm nay là hữu duyên gặp nhau rồi. Đúng rồi. Bình thường thì các bạn fan khi mà đến đây thì có thể nói là lần đầu tiên được gặp thần tượng. Rồi em thì sao? Em đã gặp anh Long rồi. Dạ, em gặp anh Long rồi và em không ngờ là anh nhớ em ấy, nên là em rất là vui. Ôi ôi, cảm xúc của em như thế nào? Em rất là hạnh phúc, cảm ơn anh Long đã nhớ em. Anh Long cái nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần giao lưu, anh đồng ý chứ? Ok. Phần giao lưu của chúng ta sẽ không đứng như vậy mà giao lưu. Anh cũng nghĩ vậy. Anh nghĩ là giao lưu mình sẽ làm như thế nào ạ? Giao lưu mình nói chuyện trò với nhau. Trò chuyện ạ. Vậy ngược lại ha. Trò chuyện nè, nói chuyện trên trời dưới thế nè, nói chuyện trời cỏ đất mây trời nè, nói ơi là nói nè. Anh nói gì anh Long? Nói bậy bạ, đừng hỏi anh nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện với diễn viên Lạc Hoàng Long cùng với cô bé dễ thương Băng Tâm. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta đang cùng ngồi lại với nhau rồi. Đúng rồi. Trò chuyện với nhau thôi. Nhưng mà nãy cái nhạc nền lên cái vỗ tay em nó hơi lạc lạc á. Anh thấy hay không? Anh thấy dancer mà vỗ tay lạc nhịp rất là khó. Cái tông nó sai hết luôn. Vỗ trúng nhịp nó dễ. Đúng rồi. Ngày hôm nay mình sẽ có một cái khoảng thời gian để mình trò chuyện, mình tìm hiểu về anh Long nhiều hơn. Thoải mái để có thể đưa ra những câu hỏi, bởi vì anh sẽ phải đặt một lời hứa với chương trình, đó chính là trả lời thật 100% anh ạ. Đúng rồi. Chơi không? Chơi đó. Lỡ rồi, xa chân vô rồi. Nhưng mà anh phải hứa là anh trả lời thật đấy nha. Anh sẽ hứa anh trả lời thật cơ mà. Rồi. Câu hỏi đầu tiên em rất là thắc mắc là cái kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất tại sân khấu kịch Hồng Vân, ngôi nhà chung của chúng mình? Có cái kỷ niệm mà đối riêng anh á, thì sự nó là một cái gọi là cái ngưỡng cửa luôn. Tại vì thời điểm đó anh mới như em vậy, còn non nớt lắm khi mà vô nghề á, mà được mẹ Hồng Dân tin tưởng giao cho một cái vai thế vai cu hù trong Vỡ Quả Tim Máu. Vai đó là vai của anh Thái Hòa. Thời điểm đó anh Thái Hòa cái nem của anh rất dễ sợ nha. Thế vô cái vai đó mà thực sự là anh nói với mẹ là mẹ ơi con không làm được, con quá non nớt sao con dám. Mẹ nói là mẹ tin con sẽ làm được, ngày nào anh cũng phải tập, ngày nào anh cũng phải giật, mà giờ có một mình anh thôi. Áp lực lắm á. Mà anh phải tưởng tượng là có nhân vật này, có anh chị này, có anh chị kia, có anh chị nọ để thoại như thế nào, diễn như thế nào, anh phải tương tác. áp lực lắm thực sự. Và khi mà mình ra diễn thì cũng may mắn được tổ đãi hay sao thì cũng được tròn vai, cho nên là phải nói là may mắn. Đó là thời điểm đầu, mà từ cái đó xong thì bắt đầu bản thân anh bắt đầu cũng là có một cái gì đó động lực cho bản thân mình là phải cố gắng cũng như vậy cho đến tận bây giờ. Nói chung là bây giờ anh Long cũng đã tạo được một cái chỗ đứng trong lòng khán giả cũng như là được rất là nhiều người mến mộ, và trong sân khấu của anh thì anh cũng đã có được những cái vai diễn nó nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi vậy người ta nói là cái đường không bao giờ trải hoa hồng là vậy, đi lúc nào cũng vậy, cũng từng bậc nhỏ, những cái trong gai em càng trải qua thử thách nhiều thì cái kinh nghiệm vậy, cái vốn sống của em nó sẽ nhiều, nó sẽ tốt hơn chị em. Đó là đúng là những thử thách cho mình, những cái bước đầu, nếu như mà mình nản ngay từ những cái bước đó thì sẽ không có được không có ngày hôm nay, đúng không ạ? Anh Long có biết là kỷ niệm em nhớ nhất ở sân khấu mình là gì không? Là được diễn chung với anh ấy. À, đúng rồi. Cái vai diễn đó là gì em còn nhớ không? Đó cũng là lần đầu tiên em được diễn trước khán giả ấy ạ. Cũng là một vai nhỏ thôi nhưng mà cảm giác mình biết được là mình diễn chung với các anh lớn á. Và đặc biệt là được diễn chung với anh Long nữa, em rất là vui. Và lúc mà trước khi diễn em bị áp lực lắm. Và em không ngờ là anh Long ở ngoài lại dễ thương như thế. Anh lúc nào cũng tận tình chỉ em, rồi em không biết diễn hài, anh Long cũng chỉ cho em mảng miếng, và đó là lý do em theo dõi và hâm mộ anh đến tận bây giờ. Rồi, tiếp tục với những câu hỏi mà em mong muốn anh Long được trả lời nè. Khi mà mình diễn á, thì cái bạn diễn của mình rất là quan trọng, đúng không anh? Thì em muốn hỏi anh là cái bạn diễn nào mà anh cảm thấy ưng ý, anh cảm thấy hợp rơ nhất ạ? À thì thực sự là nó không phải gì là nếu mà diễn là diễn nhiều quá, đúng không? Diễn viên này cũng diễn cũng rất là nhiều, nhưng mà thực sự cái mà được nhanh ngày hôm nay được may mắn như vậy là bạn diễn vào thời điểm đó là Tuấn Dũng. Anh không hiểu sao anh với Tuấn Dũng nó có cái gì đó nó hiểu nhau lắm. Yeah, rất là ăn ý và mang đến những rất là nhiều tiếng cười cho khán giả. Đó chính là Tuấn Dũng. Vậy có bao giờ mà anh vì một cái bạn diễn mà anh từ chối vai không? Ví dụ mà cái bạn diễn anh cảm thấy ở diễn với người ta anh cảm thấy không hợp, anh cảm thấy không có đủ mút đấy ạ. Thì anh có từ chối cái vai đó không? Hay là anh vẫn cố gắng? Có bao giờ mà anh có cái suy nghĩ đó chưa? Hay là gặp những cái tình huống như vậy chưa? Thực sự là có. Là được hay không là trong lúc tập luôn. Là mình sẽ biết được là có diễn hợp hay không hợp. Nếu hợp thì không ngừng gì phải nói rồi. Còn nếu không hợp có nghĩa là trên dưới nó bị chênh lệch gì quá thì nhiều khi á, trong lòng mình thôi mình nghĩ sao kỳ ta, sao diễn vậy mà được ta, cái kiểu anh hay ghẹo như vậy á, mà khi anh đã ghẹo nói ra thì coi như là xong, không gì hết, mà cùng nhau mà nâng đỡ chứ không bao giờ mà, tại vì công việc mình là công việc tập thể, không có bạn diễn này thì làm sao có bạn diễn kia, cùng nhau nâng đỡ lên, một mình chưa chắc là tất cả, đúng không? Đã là diễn viên là phải cộng hưởng. Mọi thứ đều phải cộng hưởng, chứ dù thích hay không thích gạt qua một bên, tại vì nếu mà đem vô thì đó không phải là gì mà là nhân vật nữa, mà là cái tôi của mình. Hay phải gạt qua để mình được quá thân, cho dù mình có ghét người đó, ghét cay ghét đắng, nhưng quá thân là yêu và vẫn phải yêu. Là như vậy, cho nên là hỏi câu đó là biết được anh Long là một người không có phân biệt. Cái vai diễn nào mà anh nhớ nhất ạ? Anh cảm thấy ấn tượng sâu sắc nhất với nó, anh yêu nó nhất? Thì có một cái vai xích lô. Xích lô. Ấn tượng ở đây là tại vì ngày xưa ba anh cũng đạp xích lô. Ba anh thì thực sự ba anh không muốn anh theo nghề, ba anh thực tế hơn. Và khi anh được quá thân, anh được trở lại cái nhân vật đó. Mà ngày xưa cha mình cũng đạp xích lô. Đó là cái tiểu phẩm mà coi là anh khóc, tại vì ba anh cũng mất rồi. Và ngày xưa anh khi mà anh đi diễn, mà cái đài truyền hình á phát lên cái vở đó, thì anh về anh hỏi thì ba có coi không? Ba nói không, tao coi gì đâu. Mà hỏi người khác nói ổng coi ổng khóc. Trên đối với anh cái vai diễn đó là cái vai diễn mà anh thích nhất vào thời điểm này. Kỷ niệm. Nãy giờ trả lời câu hỏi thì chắc anh cũng mệt rồi, thế nên là anh hát tặng em một bài đúng không ạ? Hát đoạn thôi nha. Hát đoạn dài không? Hát đoạn thôi, để nghe. Anh hát đi. Quên tên thì cứ hát, là cứ nhớ nha. Anh hát đi. Một chung nhớ em đây, một chung mưa trong lòng, một chung xa. Nghỉ đi. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ mình sẽ đến với xa liền theo. Anh nói rồi không tin. Nè, nói anh nghe. Thật ra là Băng Tâm muốn mang đến đây một ca khúc, một đoạn để hát tặng cho anh. Nhưng mà bạn ấy không thể nào mà nói thôi để bây giờ em hát tặng cho anh được. Bạn ấy mồi qua cho anh để cho anh hát, để biết anh hát không được, để bạn chi hát. Để bạn hát đây em tặng cho anh, đúng không? Anh nói đúng không? đúng không? Dạ đúng. Thấy chưa, nói đâu có sai. Bé nó để lắm, nó dạch đường sẵn hết, anh đi rồi anh đi té hố là bé nó đỡ. Nhưng mà em không hát, em rap. Dữ nữa, quá tuyệt vời nữa, tuyệt vời luôn. Rồi rap không đi em. Nhưng mà nó không hay, nhưng mà nó chất chứa tình cảm của em ấy. Không sao em. Rồi vô. Vô. Hà Nội trời trở gió, ở nơi đó có nhớ em không? Em vẫn thừa một chiếc chìa khóa chờ một ngày anh đến mở lòng. Em biết anh không thích xến xúa, chúc anh ngủ ngon bằng ai con. Bạn nói con trai toàn đứa giả dối, suốt ngày chỉ là nhại lời đường mật thôi. Còn riêng em sẽ nhận hết mọi lầm lỗi. Tim em có anh là đã đủ trượt rồi. Và nếu như anh là áng mây trắng đang lạc lõng dưới lạnh đầu đông, em nguyện là khoảng trời rộng, giang đôi tay ôm anh vào lòng. Anh có biết là trời còn đổ nắng, Đà Nẵng thì vẫn cả ngày đổ mưa. Hà Nội thì đang trở gió mà sao anh còn chưa đổ em nữa. Ây hoa hồng thì có màu đỏ, violet vẫn cứ mãi xanh. Cả đầu trâu thẳng thẳng bằng cỏ với suốt ngày nào nghe em nhớ anh nhá. Hay quá trời ơi. Sắc quá. Này là lần đầu tiên em rap. Lần đầu tiên em rap luôn hả? Trời ơi, trước mặt mọi người. Bất cỡ anh không? Thấy anh không thấy em hy sinh vì anh không? Vậy mà anh không hát được một câu tặng em luôn. Dòng xui cho em, tại vì cái dòng bên này đi quay á, cho nên dòng như em. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với một cái phần nó vui hơn. Vui hơn ha. Em có thích ăn uống không? Dạ có. Anh có thích ăn uống không? Có luôn. Hai người thích ăn uống đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái màn ăn uống. Dạ. Cái màn ăn uống là cái... Một cái màn ăn uống. Lạ không? Ủa thiệt hả? Đó là một điều bất ngờ. Bây giờ mình cùng chờ đợi. Trước khi đến với màn ăn uống thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại. Đừng chuyển kênh nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ thi ăn uống. Thi sao ta? Trên bàn là một cái bánh, một dĩa mì cay, một ly nước ngọt có ga, tất cả mọi thứ chúng ta sẽ đưa vào trong miệng mình cùng một lúc. Sao vừa? Cùng lúc này nè. Cùng lúc này. Nói chung là sạch sành xanh hết thì thắng. Sạch sành xanh hết là thắng. Tâm ơi. Dạ. Em có... hay ăn những món ăn này hay không? Dạ, em hay ăn bánh ngọt, ít khi ăn mì và không uống nước ngọt. Ồ, nhưng mà ngày hôm nay mình phá lệ được không? Dạ, vì anh Long thì em sẽ cố gắng á. Không phải vì anh Long mà vì chương trình ạ. Dạ, vì chương trình. Hôm nay em phải khiêu chiến với anh Long. Thắng xong có được quà không ạ? Có, thắng xong rồi vừa được quà mà vừa được hành hạ anh Long nữa. Trời ơi. Đưa ra một hình phạt cho anh Long. Ok không? Vậy thì em sẽ cố gắng. Ngay bây giờ, bắt đầu thử thách nha. 3, 2, 1. Chiến đấu. Mì trước ha. Mì trước. Cố lên Tâm ơi. Cái đũa bẻ không ra. Trời ơi, anh nữa rồi. Anh định lấy khoảnh khắc nữa rồi. Khoảnh khắc chứ thiệt. Rồi, cố lên em ơi. Chưa kịp, em từ từ em đã mới sắn tay hả? Tay đúng rồi. Anh có gì? Mình có thể uống nước. Cay mà anh ngứa luôn vậy. Cay ngứa luôn cơn. Em nghĩ là nếu như cay thì chúng ta phải cố gắng ăn thật nhanh để cho không cay nữa. Cố lên em. Anh muốn nó thử không? Tự nhiên anh gãi em kia. Em đâu có cay đâu. Hết luôn rồi. Em nghĩ là em không muốn lấy những hình ảnh nữa đâu. Cay lắm mà anh thử miếng anh. Ủa không thử cho anh đi. Ê. Đây là đội của em mà. Không ai. Không cho thử. Tức ghê. Không cho thử. Lắm xong rồi nè. Cay quá. Cay quá. Để rồi coi có nhai. Em ăn hết rồi nè. Anh ơi, em ăn hết rồi nè. Anh Long, em ăn hết rồi nè. Còn cái bánh kia không? Em ăn hết rồi nè. Cái gì trời ơi. Em ăn hết rồi, anh ăn lại đi không? Em thắng á. Chúng ta tiếp tục chương trình nha mọi người. Thật ra thì nãy giờ ăn cái mồi bóng lưỡng. Em có ăn gì đâu. Không có cái dại nào bằng cái dại nào hết. Đừng có xin nước nha. Cố lên em ơi. Tới cái bánh này thấy nò nò. Không, em nghĩ là nếu như anh đang cay, anh sẽ ăn một cái bánh này vô, nó sẽ đỡ cay hơn. Vậy hả? Nó không đỡ cay anh ơi. Hả? Không đỡ cay. Cố lên em. Quẹt gì trong họng vậy? Phá. Phá. Có gì? Phá mà phá trời. Đấy là mình có gió vô thì cái hơi nó sẽ mát cái miệng mình hơn. À, mát được hơn. Nó hơn. Giảm cái độ nóng đi. Anh hiểu không? Hay quá hả? Dạ. Cố lên em, còn chút xíu nữa à. Trời ơi, em phải thắng cái vòng đi. Đúng rồi, uống nước vô em. Cố lên em. Cố lên Tâm ơi, em hãy hết đi để mình phạt. Cố lên em, hết đi. Kết thúc rồi. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây cả hết. Ủa còn phạt đâu anh, còn phạt hả? Chưa, chương trình của chúng ta vẫn còn tiếp tục. Bởi vì sau đó chúng ta sẽ còn một hình phạt dành cho Alo. Giây phút mà mình chờ đợi nhất đó chính là hình phạt sẽ dành cho anh Long. Mọi người hãy cùng chờ để xem bé Tâm sẽ đưa ra hình phạt như thế nào. Nhẹ nhàng thôi nha em, nhẹ nhàng thôi nha. Thì từ trước đến giờ anh Long diễn rất là nhiều vai rồi đúng không? Nhưng mà em chưa thấy anh Long diễn động vật bao giờ hết. Em ơi, sao mèo đi em? Con khỉ đi. Có gì nó đơn giản hơn đi chứ thì mà sao cái khó khăn quá vậy? À em biết con gì rồi. Con gì? Con cực kỳ dễ luôn. Con cọp. Con tắc kè. Anh hãy làm con tắc kè theo như lời yêu cầu của Băng Tâm. Sao bao nhiêu con không kêu là... Anh tắc kè dễ thương mà. Con tắc kè dễ thương mà. Dễ thương chỗ nào? Chú ơi, chú làm con tắc kè cho tụi con coi đi. Hồi đó bây giờ tụi con kêu thấy con tắc kè. Em kịch thiếu nhi quá. Chúng ta hãy cùng đến với màn trình diễn con tắc kè đến từ diễn viên Lạc Hoàng Long. Kè nha. Tắc kè tắc kê. Cái cây. Cái cây. Thấy không? Thấy anh không? Em không thấy. Ủa anh Long đâu rồi mọi người? Thôi quá tuyệt vời. Anh đã kịp dòng Huy rồi. Thì đây chỉ là một cái hình phạt nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà anh Long rất có tâm diễn và quan sát rất kỹ. Và cái quan trọng nhất của diễn viên là gì? Quan sát. Dạ, nói chung là ngày hôm nay học được rất là nhiều thứ đúng không? Dạ. Vui chơi mà có kiến thức đem về nữa. Mà quan trọng hơn hết là còn có quà nữa chứ. Trời ơi, tuyệt vời. Trời ơi, đây à, có không ta? Đây là 2 voucher mua sắm dành tặng cho anh Lạc Hoàng Long và dành tặng cho Băng Tâm đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Bây giờ mình hỏi Tâm nè, là ngày hôm nay Tâm đến với chương trình, cảm xúc của Tâm như thế nào khi mà được vui chơi như vậy? Dạ, hôm nay em đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và đặc biệt là em được hẹn hò cùng anh Lạc Hoàng Long thì em cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Rồi còn anh Long như thế nào? Nó chia sẻ một tí cảm xúc của mình về chương trình nè. Ê, thực sự là chương trình rất là dễ thương, có nghĩa là được giao lưu với em nè, rồi được gặp gỡ bé đây cũng làm là em của anh luôn. Thì nói chung là giống như là ngồi trò chuyện với nhau, rồi tâm tình và được cái là thay vì ra ngoài đời thì ít anh em sẽ ít gặp chia sẻ hơn, nhưng mà nhờ cái chương trình này gặp ngồi lại với nhau thì mình có cái gì mình nói mình chia sẻ để em nó biết. Rồi nếu mà em nó có một cái đam mê mà theo con đường diễn viên thì nó sẽ là một cái hành trang nho nhỏ dành cho em. Yeah, và cảm ơn Lạc Hoàng Long đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cũng như là bạn Băng Tâm, một người cũng đang theo đuổi con đường diễn xuất. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông BEE thực hiện, được phát sóng vào lúc 13h15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Anh Long ơi, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, trau dồi kỹ năng của mình để có cơ hội được diễn chung với anh nhiều hơn nữa. Hỗ trợ nhiều, thật là nhiều để trong con đường diễn xuất của em. Chúc em sẽ thành công nha Băng Tâm. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ cho Lạc Hoàng Long. Không biết nói gì hơn thì một lời tri ân đến tất cả mọi người.